Chảo lửa Trung Đông thêm bùng cháy, Israel ra đòn quyết định. Kính thưa quý vị, dường như chưa có tuần nào của năm nay mà khắp nơi trên thế giới lại sôi sục như tuần qua. Việt Nam thì bão lũ, Trung Quốc siêu bão lũ, Biển Đông 65 tàu Trung Quốc ra bãi cạn, Bắc Triều Tiên thử tên lửa hai dòng tên lửa mới, Mỹ thì ám sát hụt cựu Tổng thống Trump, Đông Âu chiến tranh Nga-Ukraine tiếp tục leo thang, Trung Đông lửa bùng cháy và còn rất nhiều những thiệt hại nữa. Và vùng đất khiến cho nhiều nhà lãnh đạo bận tâm nhất hiện giờ có lẽ là Trung Đông. Và đây chính là chủ đề ngày hôm nay Khỏe Tự Nhiên muốn gửi tới quý vị. Hôm thứ Năm vừa qua, đúng lúc mà thủ lĩnh Hezbollah đang tuyên bố trên truyền hình rằng Israel đã vượt qua làn danh đỏ và thề sẽ trả đũa, thì hàng chục quả bom đã được Israel ném xuống miền nam của Liban. Cuộc không kích của Israel diễn ra trong lúc Hezbollah còn đang hỗn loạn vì một loạt các vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm gây thương vong lớn ở Liban. Chỉ trong vòng có 2 ngày, ngày 17 và 18 tháng 9, đã có tới 37 người thiệt mạng và hơn 2.600 người khác bị thương vì hàng ngàn các máy nhắn tin, máy bộ đàm phát nổ trên khắp Liban. Tất cả đều nhằm vào các thành viên của Hezbollah. Israel bị coi là thế lực đứng đằng sau các vụ tấn công, mặc dù nước này không lên tiếng xác nhận. Hàng loạt các vụ tấn công này gây hoảng loạn thực sự trong tổ chức quân sự vốn được biết đến với tính kỷ luật và trật tự cao này. Một số người vứt thiết bị liên lạc, thậm chí là rút phích cắm router và TV sau khi những vụ nổ vang khắp các khu vực Hezbollah kiểm soát. Nhưng có lẽ đây mới chỉ là bước đầu trong một giai đoạn căng thẳng mới ở Trung Đông. Nhiều người lo ngại rằng một cuộc tấn công tương tự nữa rất có thể xảy ra. Vào ngày 19 tháng 9, Tổng cục Hàng không Dân dụng Liban đã yêu cầu các hãng hàng không đang hoạt động tại sân bay Rafik Hariri ở thủ đô Beirut thông báo với hành khách rằng máy nhắn tin và bộ đàm sẽ cấm trên các chuyến bay cho đến khi có thông báo mới. Theo trang BBC, điều khiến người ta cảm thấy lo lắng hơn chính là mối đe dọa về một cuộc chiến toàn diện giữa Israel và Hezbollah cùng với Iran, quốc gia luôn hậu thuẫn cho tổ chức này. Vào hôm thứ Tư ngày 18 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã công bố về một giai đoạn mới trong cuộc chiến tranh. Những kịch bản nào có thể xảy ra trong vùng đất dữ này trong những ngày tới, thật khó có thể lường hết được trong thời điểm hiện tại. Israel ra đòn dứt điểm, Hezbollah thiệt hại nặng nề. Thưa quý vị, vào sáng sớm ngày 21 tháng 9, nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban xác nhận chỉ huy quân sự hàng đầu của họ, ông Ibrahim Aqil, đã thiệt mạng. Theo hãng tin Reuters, quân đội Israel và một nguồn tin an ninh tại Liban cho biết, ông Aqil đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào thủ đô Beirut vào ngày 20 tháng 9. Đây là một trong những nhà lãnh đạo hàng đầu của Hezbollah. Sau hàng loạt các vụ nổ máy nhắn tin, bộ đàm, Israel và Hezbollah đã không kích qua lại sang đối phương. Từ hôm thứ Năm vừa qua, hình ảnh các vụ nổ lớn đã được đưa trên mạng xã hội. Hezbollah không kích 4 lần sang vùng Bắc của Israel vào đầu ngày. Phía Israel báo cáo có 2 binh lính thiệt mạng. Còn Israel cho máy bay xâm nhập vào thủ đô Beirut của Liban ném pháo sáng ngay khi thủ lĩnh Hezbollah đang phát biểu trên truyền hình. Hezbollah báo cáo hàng chục quả bom đã được Israel ném vào vùng nam của Liban. Trước đó, Bộ trưởng Y tế Liban Firas Abias đã nói Liban cần phải chuẩn bị để ứng phó với trường hợp xấu nhất. Ông lo ngại về một cuộc chiến tranh toàn diện bùng phát. Theo ông, hai cuộc tấn công trong ngày qua cho thấy ý đồ của Israel là không hướng đến một giải pháp ngoại giao. Còn nhà phân tích lão luyện Ehud Yari, chuyên về các vấn đề Ả Rập cho rằng, các cuộc tấn công vừa qua đã tạo một cơ hội hiếm có để Israel hành động quyết liệt nhằm vào Hezbollah cùng với kho tên lửa dẫn đường chính xác khổng lồ của tổ chức này. Hệ thống liên lạc của Hezbollah không còn hoạt động và nhiều chỉ huy trên chiến trường đã bị thương, một số bị thương rất nặng. Ông Yari viết trong một trang web của Israel rằng, tình hình hiện tại sẽ không sớm lặp lại nữa. Đơn giản là Hezbollah hiện đang ở trong tình trạng tệ nhất kể từ khi cuộc chiến tranh lần thứ hai ở Liban vào năm 2006 chấm dứt. Có lẽ là một vài ngày tới hoặc ngay khi chương trình này được gửi đến quý vị thì Trung Đông đã lại rung chuyển và tình huống đã biến đổi rồi. Hezbollah đáp trả và Israel đổ bộ vào Liban. Giáo sĩ Hassan Nasrallah, thủ lĩnh Hezbollah, đã có phản ứng về các vụ tấn công hôm thứ Năm ngày 19 tháng 9, nói Israel đã vượt mọi giới hạn, quy luật và làn danh đỏ. Ông cho rằng đây là cuộc tấn công chưa từng có nhằm vào tổ chức vũ trang này. Giáo sĩ này tuyên bố có lẽ gọi đây là tội ác chiến tranh hoặc lời tuyên chiến, dù gọi là gì đi chăng nữa thì hai từ trên là xác đáng. Đây chính là ý đồ của kẻ thù. Lãnh đạo Hezbollah thề sẽ trừng phạt thích đáng, nhưng ông không nêu rõ cuộc trả đũa sẽ như thế nào.
các cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào Israel sẽ tiếp tục nếu không có một lệnh ngừng bắn tại dải Gaza. Ông cho biết thêm và nói các cư dân ở miền Bắc Israel, những người phải rời bỏ nhà cửa do chiến tranh, sẽ không được phép quay trở về. Theo ông Amiad Iraqi, nhà nghiên cứu từ chương trình Trung Đông và Bắc Phi của Viện Nghiên cứu Chatham House của Anh, qua các vụ tấn công vừa qua, Israel đã phát đi những tín hiệu khiêu khích nhằm vào Hezbollah, có thể làm gia tăng khả năng nổ ra một cuộc xung đột khốc liệt hơn trong khu vực. Hezbollah hiện chịu áp lực phải nhanh chóng đưa ra phản ứng quyết liệt và điều này sẽ khiến cho quân đội Israel có cớ để tiến hành một cuộc xâm nhập trên bộ, theo những gì được đồn đoán. Theo ông, Israel đã không thành công trong các mục tiêu cốt lõi tại dải Gaza và điều đó dẫn đến việc chính phủ Israel cảm thấy phải khẳng định lại khái niệm đánh chặn ở mặt trận miền Bắc với Hezbollah. Tuy nhiên, theo phóng viên Kunava của BBC tại thủ đô Beirut, thì tình hình đang rất khó khăn đối với Hezbollah. Hầu hết những người bị thương đều thuộc nhóm chiến binh trẻ, tinh nhuệ. Tuy nhiên, thì người ta không thể bỏ qua những đồng minh và lực lượng hậu thuẫn cho Hezbollah, bao gồm Iran, các nhóm bán quân sự dòng Shia ở Iraq và Houthi tại Yemen. Tất cả có thể đều đang chằm chằm hướng mũi hỏa lực về phía Israel và Hoa Kỳ. Việc Houthi mới đây tuyên bố đã có tên lửa siêu vượt âm có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không của Israel khiến cho nhiều bên đứng ngồi không yên. Vào ngày 16 tháng 9, trong đoạn video dài gần 2 phút, Houthi cho thấy cái gọi là tên lửa siêu vượt âm Palestine 2 được phóng đi nhằm vào miền trung Israel vào ngày 15 tháng 9. Từ siêu vượt âm được viết bằng chữ màu đỏ đậm trên tên lửa dường như là nhằm nhấn mạnh năng lực mới của nhóm này. Vũ khí siêu vượt âm là loại vũ khí di chuyển với tốc độ nhanh hơn gấp 5 lần tốc độ âm thanh và có khả năng cơ động cao giúp tránh bị đánh chặn. Trong thời gian qua, lực lượng này đã có những cuộc tấn công ngày càng táo bạo. Nếu lời Houthi nói ra là thật, thì ai đã cung cấp cho lực lượng này loại vũ khí tiên tiến như vậy? Vẫn còn hơn 100 con tin trong tay Hamas. Thưa quý vị, vậy là cuộc xung đột Israel-Hamas đã bước sang tháng thứ 12 và chưa thể hạ nhiệt ngay. Cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của khoảng 41.000 người ở dải Gaza, trong khi những con tin Israel còn lại vẫn chưa được giải thoát và ngày càng nhiều người lo ngại về sự an toàn của những con tin sau sự việc lực lượng Israel tìm thấy thi thể của 6 con tin hồi đầu tháng. Các hoạt động của lực lượng Israel vẫn tiếp tục ở dải Gaza và thậm chí còn mở rộng sang bờ Tây và điều này khiến cho tiến trình đàm phán và thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas ngày càng thêm khó khăn. Theo số liệu của Israel, hiện vẫn còn 101 con tin bị bắt giữ ở dải Gaza. Cuộc chiến rốt cuộc không theo hướng dễ dàng như các nhà lãnh đạo Israel và Hoa Kỳ nhận định. Gần hết nhiệm kỳ của mình, nhưng chính phủ của Tổng thống Joe Biden vẫn chưa thể kết thúc cuộc chiến tại Gaza. Nhiều người dân Gaza vẫn đang trông chờ một giải pháp ít thảm khốc hơn, nhưng câu chuyện thỏa thuận ngừng bắn vẫn được đẩy tới đẩy lùi mãi. Vào ngày 19 tháng 9, truyền thông Israel đưa tin, nước này đã đưa ra đề xuất ngừng bắn mới với phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza. Theo đài phát thanh Khan của Israel, một trong những nội dung của đề xuất là việc Hamas trả tự do cho các con tin ở Gaza để đổi lấy việc thủ lĩnh Hamas Sinwar và những thành viên khác của phong trào này có một lối thoát an toàn khi rời khỏi Gaza cũng như đổi lấy lệnh ngừng bắn. Đề xuất này cũng được đề cập trả tự do cho các tù nhân Palestine và thiết lập một hệ thống quản lý mới ở Gaza, song không cung cấp thêm chi tiết. Báo Times of Israel dẫn lời một quan chức nước này cho biết, ông Gahish, quan chức Israel phụ trách nỗ lực giải cứu con tin ở dải Gaza, đã chuyển nội dung đề xuất này đến phía Hoa Kỳ, để sau đó tiếp tục chuyển đến các nhà trung gian hòa giải của Qatar và Ai Cập. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chưa chính thức xác nhận những thông tin này. Khi được hỏi về đề xuất mới, người phát ngôn của chính phủ Israel David Meshen chỉ nói rằng, bất kỳ ai muốn hỗ trợ nỗ lực giải cứu con tin của chúng tôi cần phải gây sức ép với ông Sinwar, chứ không phải Thủ tướng Israel. Trong khi đó, kênh truyền hình Mejaden dẫn lời một quan chức cấp cao của Hamas nói rằng phong trào này chưa nhận được đề xuất thỏa thuận mới. Quý vị thân mến, Thủ tướng Netanyahu cũng đang phải đối mặt với sự giận dữ từ trong nước và quốc tế liên quan đến cuộc chiến ở Gaza. Tại Israel, nhiều cuộc biểu tình lớn xảy ra trên khắp đất nước nhằm phản đối cách chính phủ, nhất là sau khi lực lượng Israel tìm thấy thi thể của 6 con tin ở đường hầm bên dưới dải Gaza. Nội bộ chính phủ Israel cũng có những bất đồng, nổi bật là giữa Thủ tướng Netanyahu với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant. Nhiều nhà lãnh đạo quốc tế cũng lên tiếng chỉ trích ông Netanyahu sau sự việc nổ hàng loạt các thiết bị cầm tay ở Liban, các tiếng nói chỉ trích có phần gay gắt hơn.
Và cuộc chiến sẽ còn diễn biến ra sao? Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất để gửi tới quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và đăng ký kênh. Chúng tôi là chương trình Khỏe Tự Nhiên. Xin kính chào và hẹn gặp lại.